Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, toàn miền Bắc vẫn đang có những ngày khá mát mẻ dù đã gần giữa tháng 5. Chiều qua, nhiệt độ Hà Nội ở mức 35 đến 36 độ C, các khu vực lân cận cũng tương tự. Các tỉnh thành ở Đông Bắc, Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ mát hơn, phần lớn là dưới 30 độ C. Bước sang ngày hôm nay, ngày 11 tháng 5, nhiệt độ gần như toàn miền sẽ tăng nhẹ. Tại thủ đô Hà Nội, dự báo nhiệt độ có thể tăng thêm khoảng 1 độ C so với cùng thời điểm của chiều qua. Cao nhất chiều mai sẽ vào khoảng 34 độ C. Trời nóng cho đến cuối chiều, sau đó từ đêm nay sang ngày Chủ nhật, trời sẽ chuyển mưa mát và nhiệt độ giảm xuống dưới 31 độ C. Thời tiết Hà Nội thay đổi như vậy là do từ đêm nay, một rãnh áp thấp mới sẽ di chuyển xuống và vắt ngang qua khu vực Bắc Bộ. Rãnh này là nơi hội tụ hơi ẩm giữa hai hướng gió Đông Bắc và Đông Nam. Vì thế mà mây dông sẽ có điều kiện để phát triển và chút mưa xuống. Mưa sẽ xuất hiện trước tiên là ở vùng núi Bắc Bộ, sau đó sẽ lần lượt mở rộng ra các nơi khác của Bắc Bộ và từ Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế vào ngày Chủ nhật. Còn với khu vực Nam Bộ, dự báo cũng sẽ có mưa dông rải rác sau 3 giờ chiều nay. Còn trước đó, nhiều nơi cả ở miền Tây và Đông Nam Bộ vẫn có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 hoặc 37 độ C, còn các nơi khác sẽ vào khoảng 33 đến 34 độ C. Chuyển sang một số tin tức về thời tiết trên thế giới. Thưa quý vị, Bộ Y tế Thái Lan vừa qua cho biết, say nắng đã khiến cho 61 người ở Thái Lan thiệt mạng sau nhiều tuần thời tiết nắng nóng ở các nơi, nhiều hơn cả năm 2023. Trong khi đó, ở Brazil, số người thiệt mạng vì lũ lụt nghiêm trọng đã lên tới 107 người. Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người đang mất tích. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ, như thường lệ, sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ chiều tối mai có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Miền Tây chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng miền Đông có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, sóng cao từ 1 đến 2 m. Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 1 đến 2 m. Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3,
sóng cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1 mét. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 3 cấp 4, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1 mét. Thưa quý vị, cuối tuần này toàn miền Bắc sẽ tăng nhiệt, nhưng rồi nhanh chóng chuyển mát hơn do gió Đông Bắc về sớm hơn dự báo trước đó. Nhiều tỉnh thành bao gồm cả thủ đô Hà Nội sẽ lại có mưa. Khoảng đêm 11 tháng 5 đến rạng sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 5, gió Đông Bắc ảnh hưởng đến các tỉnh thành ở Đông Bắc Bắc Bộ như Lạng Sơn, Bắc Cạn, Cao Bằng. Từ sáng đến trưa Chủ nhật, thủ đô Hà Nội và các khu vực lân cận cũng sẽ chuyển gió Đông Bắc. Đợt gió này khiến nhiệt độ ở Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Hà Nội, giảm từ 2 đến 3 độ C. Mà do phía Bắc cũng đang có mưa, nên gió Đông Bắc về đến đâu mang mưa đến đó ở miền Bắc nước ta. Như vậy, rạng sáng Chủ nhật, các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ có mưa, rồi mưa mở rộng ra Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ, cùng một số tỉnh thành ở Tây Bắc Bộ. Theo dự báo hiện tại, mưa ở miền Bắc vào Chủ nhật chủ yếu là mưa nhỏ đến vừa, cục bộ có mưa to, nhiều khả năng là ở Tây Bắc Bộ. Ở Hà Nội, mưa tập trung vào sáng và tối Chủ nhật, chủ yếu mưa nhỏ, cục bộ có thể có mưa rào, người dân ra ngoài vẫn nên mang theo đồ che mưa. Mưa ở miền Bắc được dự báo kéo dài sang cả sáng thứ hai rồi giảm, gió Đông Bắc suy yếu dần. Thưa quý vị, trận lũ quét xảy ra tại huyện Điện Biên Đông đã để lại hậu quả nặng nề, khiến cho một ngôi nhà kiên cố bị đổ sập, 30 ngôi nhà khác thì ngập trong bùn đất và đá tảng. Công an huyện Điện Biên Đông đang tập trung lực lượng, phối hợp với các đơn vị chức năng và chính quyền xã Phì Như khắc phục hậu quả. Trận lũ quét xảy ra tại bản Suối Lư, xã Phì Như, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, khiến một ngôi nhà xây kiên cố bị sập, tài sản trong nhà bị vùi lấp và cuốn trôi hoàn toàn. 4 xe máy bị hư hỏng nặng, khoảng 30 nhà dân ở bản bị ngập trong bùn đất và đá tảng. Nhiều ngôi nhà bị các tảng đá to, nặng vài tạ tràn vào, đẩy văng tài sản xuống dòng nước lũ. May mắn, trận thiên tai này không gây thiệt hại về người. Ngay sau khi nhận được thông tin công an xã báo về, công an huyện Điện Biên Đông huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ cùng dụng cụ phương tiện đến hiện trường để hỗ trợ, giúp đỡ người dân. Cùng với các lực lượng khác, công an huyện Điện Biên Đông nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương, khẩn trương di dời nhà cửa, tài sản của các hộ gia đình đến nơi an toàn, giúp dân nạo vét bùn ngập trong nhà để hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra. Công an huyện Điện Biên Đông đang tập trung lực lượng phối hợp với các lực lượng khác và chính quyền xã tiếp tục khắc phục hậu quả. Trung tâm khí tượng cảnh báo mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Thưa quý vị, theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, trong giai đoạn nửa cuối năm 2024, dự báo mưa lớn, bão, ngập lụt và nguy cơ lũ quét sạt lở đất ở miền Trung sẽ khốc liệt như mùa mưa bão năm 2020. Trưa mùng 10 tháng 5, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường Hoàng Đức Cường cho biết, trong các tháng cuối năm 2024, dự báo biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục tác động, làm gia tăng tính cực đoan, khiến thiên tai diễn biến phức tạp, nhất là mưa, bão, lũ, ngập lụt. Đáng chú ý là kịch bản tác động trên khá giống với hình thái diễn biến khí hậu năm 2020, năm thiên tai diễn ra không theo quy luật, dị thường, khốc liệt, đã gây ra thảm họa lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất lịch sử ở miền Trung, nhất là các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế. Thông tin cụ thể, ông Cường cho biết, El Nino, hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương, đang suy yếu dần và dự báo có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina. Hiện tượng bề mặt biển ở trung tâm và phía đông xích đạo Thái Bình Dương lạnh đi so với bình thường trong các tháng cuối năm 2024. Trong điều kiện khí hậu trên, ông Cường dự báo tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung, trong giai đoạn từ ngày 12 đến ngày 31 tháng 5, có khả năng xuất hiện hai đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 5, có thể xuất hiện đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C, ít mưa, độ ẩm thấp từ 55 đến 65%. Trong giai đoạn nửa cuối tháng 5, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa chuyển mùa, nắng nóng sẽ giảm dần. Ngoài ra, giai đoạn từ ngày 12 đến 16 tháng 5, ở khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa, có nơi mưa to và dông mạnh, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ giai đoạn nửa cuối tháng 5 cũng sẽ có mưa chuyển mùa. Mưa chuyển mùa cũng có nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ tháng 6 năm 2024, ông Cường dự báo nắng nóng sẽ gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của khu vực Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm trong tháng 7, tháng 8 năm 2024. Do vậy, người dân cần đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Tiếp đó, nắng nóng có xu hướng giảm dần từ nửa cuối tháng 8 ở Bắc Bộ và từ tháng 9 ở khu vực Trung Bộ. Ông Cường lưu ý và nhấn mạnh với điều kiện trên ở khu vực Trung Bộ, khả năng xuất hiện khô hạn kéo dài trong thời kỳ từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2024, tập trung tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận. Về xu thế mưa bão, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường thông tin, từ tháng 6 đến hết năm 2024, có khoảng từ 11 đến 13 cơn bão trên Biển Đông và từ 5 đến 7 cơn ảnh hưởng đến đất liền. Hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ tập trung từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024. Theo dự báo của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, thời gian mưa lớn xuất hiện chính ở khu vực Bắc Bộ sẽ tập trung vào khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9, từ cuối tháng 9 đến tháng 11 năm 2024 ở khu vực Trung Bộ. Như vậy, trong nửa đầu mùa mưa bão, thiên tai sẽ tập trung ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên. Với kịch bản La Nina xuất hiện, bão sẽ tập trung nhiều vào giai đoạn cuối năm, nhiều bão hình thành trên Biển Đông và tác động nhanh hơn đến đất liền vào nửa cuối của năm. Để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, ông Cường cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thủy văn, hải văn trên phạm vi cả nước. Ứng dụng công nghệ mới nhằm chi tiết hóa và truyền tải các thông tin dự báo, duy trì và phát triển các hình thức truyền tải bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn tới người dùng như ứng dụng trên điện thoại di động, Facebook, Zalo, YouTube. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị các địa phương, các công trình thủy điện rà soát điều chỉnh các quy trình vận hành liên hồ chứa, bảo đảm hài hòa trong tích nước phục vụ sản xuất điện và cấp nước hạ du. Chuyển sang thời tiết một số nơi trên thế giới. Thưa quý vị, Bộ Y tế Thái Lan cho biết số người thiệt mạng do say nắng tại nước này kể từ đầu năm đến nay đã tăng lên 61 người, cao hơn con số của cả năm 2023. Theo AFP, Thái Lan đang hứng chịu một đợt thời tiết nắng nóng gay gắt với nhiệt độ tăng vọt lên mức cao kỷ lục, khiến chính quyền phải đưa ra cảnh báo về bảo vệ sức khỏe. Trong thông báo, Bộ Y tế Thái Lan cho biết đã có 61 người thiệt mạng vì say nắng kể từ đầu năm 2024, cao so với 37 người trong cả năm 2023. Cơ quan này cho biết, vùng Đông Bắc Thái Lan, nơi được coi là trung tâm nông nghiệp của cả nước, có số người thiệt mạng cao nhất. Ông Apichat Vachirapan, Phó Cục Kiểm soát Dịch bệnh DDC thuộc Bộ Y tế Thái Lan, cảnh báo những người mắc bệnh lý nền nên hạn chế ra ngoài trời. Xứ sở chùa vàng năm nay đã trải qua mùa gió mùa bị trì hoãn, với thời tiết nắng nóng ngột ngạt kéo dài hơn bình thường. Trong tuần này, bão đã tấn công nhiều khu vực tại Thái Lan, góp phần làm giảm mức nhiệt nhưng đã gây ra nguy cơ lũ quét. Các nhà khoa học từ lâu đã cảnh báo tình trạng biến đổi khí hậu do con người gây ra sẽ tạo ra những đợt nắng nóng thường xuyên hơn, dài hơn và dữ dội hơn. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, trong khi hiện tượng El Nino đang góp phần tạo nên thời tiết ấm áp đặc biệt trong năm nay, châu Á cũng đang nóng lên nhanh hơn mức trung bình toàn cầu. Thưa quý vị, dự báo mưa lớn hơn sẽ tiếp tục trút xuống Brazil khi quốc gia Nam Mỹ này đang phải vật lộn với hậu quả nặng nề của thời tiết khắc nghiệt từ tuần trước. Theo cơ quan phòng vệ dân sự Brazil cho biết, số người đã chết vì lũ lụt nghiêm trọng ở phía Nam Brazil đã tăng lên 107 người. Dự báo sẽ có nhiều mưa hơn trong những ngày tới, làm dấy lên lo ngại mực nước sẽ dâng cao hơn nữa. Ở thủ phủ Porto Alegre của bang Rio Grande do Sul, Brazil vốn đang bị ngập lụt và thị trấn lân cận đã biến thành sông. Ít nhất 136 người vẫn mất tích và hơn 165.000 người phải di rời khỏi những ngôi nhà bị ngập lụt và được giải cứu bằng thuyền và trực thăng. Lũ lụt đã phá hủy cơ sở hạ tầng và cầu cống, chặn đường vào Porto Alegre, nơi các kệ siêu thị trống rỗng và tình trạng cướp bóc xảy ra vào ban đêm. Thống đốc Eduardo Lete cho biết, các tính toán ban đầu cho thấy Rio Grande do Sul sẽ cần ít nhất 19 tỷ reals, khoảng 3,68 tỷ đô la Mỹ để xây dựng lại sau lũ. Ông nói trên mạng xã hội, ảnh hưởng của lũ lụt và quy mô của thảm kịch là vô cùng tàn khốc. Tại Brasilia, chính phủ liên bang ước tính tác động tài chính của lũ lụt là 7,7 tỷ reals, khoảng 1,49 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu tiền bơm vào chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo đời sống của VTC News đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.